Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Người Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng Tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian năm 2001 Tập 74 Chào chư vị đồng tu Chào mọi người Chúng ta xem Bác Chánh Đạo Điều thứ bảy Chánh Niệm Niệm Chánh Trợ Đạo Tâm Bất Động Thất Cố Hôm qua Tổng vụ của tình Tông Học Hội Cư sĩ Lý Văn Hoa Nói cho tôi biết ông nói hiện nay chúng con thật sự thể hội được tầm quan trọng của đạo tràng giảng kinh niệm phật thể hội được từ đâu vậy cư sĩ lâm gần đây có công trình bởi vì phải xây thêm hai tầng nữa phía trên năm lầu hiện nay thêm hai tầng thì phải thêm trụ cột giảng đường lầu năm phải thêm trụ phía trên mới có thể xây thêm hai tầng nữa vì vậy giảng đường hiện nay không dùng được nữa niệm phật đường cũng không dùng được ông nói hiện nay Cư sĩ Lâm nhìn thấy Rất thiêu điều Không hưng dưỡng giống như trước đây Vô cùng rõ ràng Là đạo tràng ở đây của chúng ta Không niệm Phật, không giảng kinh Lập tức liền suy xuống ngay Ông đến nói với tôi Tôi gật đầu đồng ý Không sai tí nào Đạo tràng làm thế nào mới hưng Cư sĩ Lâm đã hưng dượng ba năm Ba năm tại sao hưng vậy? Hiện nay rõ ràng rồi Hằng ngày giảng kinh Hằng ngày niệm Phật Vậy mới hưng dượng lên được Cái đạo tràng này như vậy Thì đạo tràng trong thiên hạ Cũng thấy đều như vậy Tại sao vậy? Các bạn hàng ngày giảng kinh Hàng ngày niệm Phật Thì đạo tràng này Chư Phật hậu niệm Long thiên thiện thần ủng hộ Thì nó sao không hưng dưỡng được chứ Đương nhiên hưng dưỡng Nếu như cái đạo tràng này Không có người giảng kinh Không có phong khí học tập Không có người niệm Phật không có phong khí của đạo tuy có chỗ mà vô học vô đạo thì nó làm sao hưng dượng được nếu như nó cũng có hưng dưỡng đó chính là ma dương đang ở đó tác quái ma đang ủng hộ Cũng có thể khiến bạn hưng dượng nhất thời Nhưng mà đó không phải là thật sự hưng dượng Sau khi ma đi rồi Đạo tràng của bạn sẽ suy ngay Phật Pháp là chánh Pháp Cho nên Tuyên dương chánh Pháp Là quan trọng hơn hết Hội trưởng lý đặc biệt chú ý đối với việc bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp hoằng dương chánh pháp của chúng ta đây là việc chính xác từ lần xây dựng đạo tràng lần này cảm xúc thấy vô cùng rõ ràng Có bạn với tôi về địa điểm giảng kinh tạm thời hiện nay giờ đến hẻm 17 nhà lung chúng tôi ở bên đó đã cất tạm thời một túp liều tranh tuy là tạm thời nhưng có lẽ cũng phải dùng được hai ba năm công trình của cư sĩ lâm thấy cái tình hình đó theo dự tính bình thường Phải mất 2 năm rưỡi Cái giảng đường tạm thời này Chí ít Cũng phải dùng 2 năm rưỡi Cư Mình sĩ lý, lý, lý đến nói với tôi Ông muốn xây tường xung quanh túp liều tranh này tương lai bên trong dùng máy điều hòa tôi kiến nghị với ông là không cần thiết liệu tranh này rất tốt chúng ta hoạt động ở trong đó người bên ngoài thấy đều có thể nhìn thấy nhìn thấy họ sẽ muốn đến cho nên không cần dùng tường độ chúng sẽ nhiều hơn Họ nhìn thấy có nhiều người như vậy ngồi ở đây Họ cũng muốn vào để nghe thử Là vô tình họ đã đến rồi Khu đất còn lớn hơn So với giảng đường của cư sĩ Lâm Chúng tôi ngày đầu tiên Sử dụng địa điểm đó Nhìn thấy người ngồi chật kín Thính chúng không ít hơn So với giảng đường lầu năm của cư sĩ Lâm xuất gia tại gia rất nhiều gương mặt mới đến dự là việc tốt nhưng mà chúng tôi có điều đắn đo khác chính là hiệu quả của thu âm ghi hình thì không bị trở ngại chỉ sợ hiệu quả của thu âm sợ bị nhiễm tạp âm hiện nay đang nghiên cứu cải tiến làm sao có thể nâng cao hiệu quả của thu âm tương lai băng ghi hình của chúng ta có thể lưu hành rộng rãi vậy là mời một số chuyên gia đến xem thử phải cải thiện như thế nào từ đó cho thấy quan hệ chánh niệm quan trọng niệm chánh đạo niệm trợ đạo tịnh tông học hội thành lập chúng tôi từ trong kinh luận Trích chọn ra năm môn tu học bởi vì tu hành càng đơn giản càng tốt quyết không được phép quá tạp nhiều mà tạp trái lại không thể thu được hiệu quả nhất định phải tinh giản cho nên chúng tôi đã lựa chọn ra năm môn môn thứ nhất chính là tịnh nghiệp tam phước là chọn ra từ trong kinh quán vô lượng thọ vô cùng quan trọng chúng ta phải thường niệm đây là đại căn đại bản của tu hành bất kể tu học pháp môn nào hiện giáo mật giáo tông môn giáo hạ vô lượng pháp môn đều là bắt rễ từ trên cái nền tảng này nó có ba điều mười một câu tôi đem nó phân phối vào Thực báo độ Phương tiện độ Đồng cư độ Tôi đem nó phân phối vào chỗ này Điều thứ nhất Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát Tu thập thiện nghiệp Một điều này Nếu không làm được thì chắc chắn không thể giảng sanh. Chánh trợ song tu. Chánh tu là trong kinh Di Đà gọi là chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn, đây là chánh tu. Trong kinh Di Đà hai câu nói này chính là nguyện thứ 18 của kinh vô lượng thọ. chúng tôi dùng cái này làm chánh tu nhưng mà chánh tu cần phải trợ hạnh tại sao vậy không có trợ tu thì chánh tu của bạn chắc chắn không thể thành tựu hay nói cách khác trợ là trợ chánh không có trợ thì cái chánh đó biến thành nghiêng lệch rồi. Đại đức xưa có đề sướng, bản nguyện niệm Phật. Hiện nay Nhật Bản tuyên truyền bản nguyện niệm Phật có sai lầm. Họ chỉ biết một chứ không biết hai. Cho rằng chỉ có trì nguyện thứ 18, một câu Phật hiệu này là có thể giảng sanh sai rồi. Đây chính là giải thích sai đi nghĩa của kinh. Người Trung Quốc chúng ta gọi là lấy nghĩa cục bộ. Sai rồi. Họ không biết kinh vô lượng thọ mỗi một câu kinh văn đều bao gồm toàn bộ kinh điển Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Một tức tất cả Tất cả tức một 48 nguyện Bất kỳ một nguyện nào Cũng bao gồm 47 nguyện khác một nguyện đó mới là viên mãn Nguyện thứ 18 làm chủ Nếu nó không thể viên mãn Bao gồm 47 nguyện khác Thì nguyện thứ 18 có khiếm khuyết không viên mãn cái đạo lý này họ sơ xuất rồi cho nên người hiện nay nói bản nguyện niệm phật không phải lời mà tổ sư đại đức xưa đã nói dùng danh xưng thì giống người xưa nhưng nội dung hoàn toàn khác nhau hiệu quả đương nhiên không như nhau cho nên giáo không thể không thâm nhập nghiên cứu tổ sư đại đức thường hay dạy chúng ta thâm nhập kinh tạng nếu bạn không thâm nhập thì sẽ luôn luôn hiểu sai đi ý nghĩa bản thân không được lợi ích theo tình thì có thể tha thứ bạn không được trách người khác nếu như bạn ảnh hưởng đến người khác cũng không được lợi ích vì bạn đã có tội rồi cái đạo lý này không khó hiểu cho nên bất kể tu học pháp môn nào, Tịnh nghiệp Tam phước là cơ sở. Không có cái cơ sở này, cho dù tu pháp môn nào cũng không thể thành tựu. Giống như xây nhà vậy. Đây là xây nền móng. Bạn không có nền móng tốt, bạn làm sao có thể xây nhà được? Cái đạo lý này không được phép không biết Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát Đều thể hiện trong thập thiện nghiệp Thập thiện nghiệp nếu như không thể làm được Thì ba câu phía trước đều là nói suông dùng cái gì để hiếu dưỡng phụ mẫu tu thập thiện nghiệp cha mẹ bạn hoan hỉ con cái này của tôi là người thiện tu thập thiện nghiệp mới là phụng sự sư trưởng chân thật thầy cô hoan hỷ, học trò thiện xa lìa thập thiện thì hiếu thân tôn sư Là hữu danh vô thực Cho nên Một điều này làm được rồi Nhất tâm niệm Phật Cầu nguyện giảng sanh Nhất định sanh Phạm thánh đồng cư độ Ở trong phạm thánh đồng cư độ Có tam bối củ phẩm Đó là xem bàn công phu sâu cạn Công phu sâu cạn, chánh trợ hai bên đều có. Tam phước, câu thứ hai. Thọ trì Tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Đây là từ điều thứ nhất tiến bộ thêm đến điều thứ hai ở trong điều thứ hai chắc chắn bao gồm điều thứ nhất hay nói cách khác bạn có thể làm được bảy câu này từ hiếu dưỡng phụ mẫu đến cụ túc chúng giới bất phạm uy nghi bạn có thể làm được bảy câu này niệm phật giảng sanh Sanh về phương tiện hữu dư độ Không giống nhau Nếu như cũng có thể làm được Bốn câu phía sau nữa Phát Bồ Đề Tâm Thâm tính nhân quả Độc tụng đại thừa Khuyến tấn hành giả bạn giảng sanh nhất định là Sanh về thực báo trang nghiêm độ Cách giảng của tôi là như vậy Tịnh nghiệp tam phước Là trợ tu Cũng là chánh tu thật sự khế nhập cảnh giới thì chánh trợ là một không phải hai niệm phật như thế nào bạn có thể làm được những điều này rồi cũng gọi là niệm phật hiếu dưỡng phụ mẫu là niệm phật phụng sự sư trưởng là niệm phật từ tâm bất sát là niệm phật tu thập thiện nghiệp là niệm phật từng câu từng chữ đều là niệm Phật. Đây gọi là niệm chánh trợ đạo. Ngay tại đây và bây giờ Nhất định Không có thất niệm Thất niệm tức là quên mất rồi Người sơ học Luôn luôn không thể tránh khỏi Thường xuyên thất niệm cho nên mỗi ngày phải tu sám hối tại sao ta cái ý niệm này quên mất vậy từng giây từng phút phải nhắc nhở mình cho nên tại sao người niệm phật phải mang theo tràng hạt trên tay cầm tràng hạt vậy dụng ý của tràng hạt chính là nhắc nhở mình không được thất niệm vì nhìn thấy cái tràng hạt này lập tức liền nhớ đến rồi đây là tác dụng rất lớn của tràng hạt cho nên tràng hạt không chỉ là nhớ số lần điều quan trọng nhất là nhắc nhở mình chánh niệm không những phải thường xuyên nhắc nhở mình Thật sự ra mà nói Hoàn cảnh xung quanh chúng ta Mọi người nhìn thấy cái tràng hạt này Họ cũng biết niệm Phật Họ sẽ động cái ý nghĩ này Có biết niệm hay không? Không nhất định Nhưng mà họ sẽ khởi cái ý nghĩ này Cái ý nghĩ này là ý nghĩ tốt còn có quỷ thần mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy quỷ thần nhìn thấy cái tràng hạt này của bạn cũng đã nhắc nhở họ niệm phật âm dương lợi đôi đường cho nên người niệm phật mang tràng hạt có lợi ích gì lợi ích rất lớn lợi ích rất nhiều Phải biết được cái đạo lý này Nhắc nhở Tất cả chúng sanh Chánh niệm Ở trong cửa Phật chúng ta Có rất nhiều người không hiểu Chúng ta cúng dường tượng Phật Tuyệt đối không phải sùng bái tượng gỗ. Trong xã hội có rất nhiều người nói chúng ta mê tín sùng bái tượng gỗ, sai rồi. Những tượng mà Phật giáo tạo ra này, bất kể là đúc bằng kim loại, đắp bằng đất hay vẽ màu, đều là nhắc nhở chúng ta chánh niệm. dùng loại phương pháp này đều là chánh tự tánh. Chúng ta nhìn thấy tượng Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhắc nhở chúng ta nhân từ, thanh tịnh. Thích Ca Mâu Ni cái danh hiệu này, nghĩa của Thích Ca là nhân từ đối với người phải nhân từ đối với bản thân phải thanh tịnh nghĩa của mâu ni là thanh tịnh thanh tịnh tịch diệt tiếng phạn gọi là mâu ni cho nên chúng ta nhìn thấy cái tượng này liền nghĩ đến ta phải dùng tâm từ bi đối với người ta phải tu tâm thanh tịnh của mình đối với mình phải thanh tịnh, vô nhiễm. Đối với người nhất định phải nhân từ. Nhân từ bác ái là cái ý nghĩa này. Dùng cái này nhắc nhở chính mình. Tuyệt đối không phải lại tượng gỗ. Afghanistan bên đó bắn phá tượng Phật, họ không biết cái ý nghĩa này. Họ cho rằng chúng ta là lầy tượng gỗ. Họ không biết đây là nhắc nhở tất cả chúng sanh phải dùng nhân từ bác ái đối xử với người, phải dùng thanh tịnh tịch diệt để tu dưỡng. Bồ Tát Quan Âm là nhắc nhở chúng ta từ bi bồ tát địa tạng là nhắc nhở chúng ta hiếu kính nghe thấy cái danh hiệu này nhìn thấy hình tượng liền nghĩ đến lời giáo huấn ở trong kinh điển dụng ý là ở chỗ này không có mê tín nó là thuộc về thiết bị dạy học công cụ dạy học hiện nay ở trong giáo dục gọi là giáo cụ mà giáo cụ của phật giáo là đạt đến cảnh giới nghệ thuật cao nhất đây là văn minh nhân loại thành tựu văn hóa của nhân loại phải hiểu được cái đạo lý này Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Bát chánh đạo điều sau cùng là chánh mạng. Mạng là nói mạng sống của chúng ta. Con người chúng ta sống ở thế gian này. Nhất định phải biết làm thế nào để nuôi mạng sống của chúng ta đào dưỡng sinh thánh nhân nói rất nhiều và phương pháp dưỡng sinh đã quá nhiều rồi chúng ta ngày nay cái gọi là trong xã hội này có rất nhiều ngành nghề trong chú giải có một câu nói rất quan trọng Thường tri, trị túc Trụ ư, thanh tình, chánh mạng cố Cho nên Nếu như con người muốn khiến cơ thể bình Khỏe mạnh, trường thọ Xa lìa, bệnh tật Thì bạn phải biết đạo dưỡng sinh điều này ở trong phật pháp nói thấu triệt nhất nói viên mãn nhất chân đế của mạng sống hoặc giả là chúng ta nói nguyên lý của mạng sống là gì Phật ở trong kinh nói cho chúng ta biết Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Nguyên lý của mạng sống là gì? Ý nghĩ Thật sự là nghĩ cái gì? Nó liền biến ra cái nấy Tu hành của nhà Phật Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn tổng cương lĩnh của nó đều là ở quán tưởng. Chúng ta hằng ngày nghĩ Phật thì vô tình sẽ biến thành Phật. Nghĩ Bồ Tát liền biến thành Bồ Tát. Thập pháp giới từ đâu mà khó vậy? Tâm tưởng sanh. Chúng ta hằng ngày đọc kinh Phật hằng ngày nhớ kinh điển đây là tưởng phật nhớ phật niệm phật nhớ với niệm đều là tưởng hằng ngày tưởng phật vô tình chính mình đã làm phật rồi hằng ngày nếu như nghĩ đến hưởng thụ ngũ dục lục trần của thế gian này tài sắc danh thực thùy Nghĩ đến những thứ này Tham đắm những thứ này Người liền biến thành ngạ quỷ Quỷ là nguyên nhân gì vậy? Quỷ là do tham Keo kiệt Cái tư tưởng này biến hiện ra Người tâm tham lam Keo kiệt rất nặng Tham danh tham tài Tham sắc Họ liền biến thành ngạ quỷ Người thế gian thường nói Người chết rồi đều thành quỷ Lời nói này là sai lầm Chỉ ít là có lục đạo Người chết rồi đến cõi nào đó Chứ chưa chắc đều đọa cõi quỷ Nhưng mà thử nghĩ thật kỹ Lời nói này cũng không phải không có đạo lý Nguyên nhân gì vậy Người tâm tham đều nặng Tâm tham biến thành ngạ quỷ sân hận đọa địa ngục ngu si biến thành súc sanh thường xuyên nghĩ ngũ giới thập thiện thì là cõi người được thân người thập thiện nghiệp thượng phẩm thì cõi trời cho nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu như chúng ta muốn thân thể khỏe mạnh thì nghĩ thiện chứ không nên nghĩ ác. Hành thiện chứ không nên tạo ác, thân thể sẽ khỏe mạnh thôi. Thân là môi trường vật chất hàng đầu, gần gũi nhất của chúng ta cho nên các vị nhất định phải biết là tâm làm chủ không phải thân làm chủ cái thân này là vật chất vật chất là cái thứ yếu vật chất từ đâu mà có vậy vật chất từ tâm tưởng sanh ở trong kinh giáo đại thừa pháp tướng duy thức nói thấu triệt nhất Vật chất từ đâu mà có vậy? Tướng phần của A-lai-gia Tướng phần của A-lai-gia là, là từ kiến phần biến hiện ra Kiến phần là ý nghĩ Ở trong ý nghĩ Có một loại chấp trước kiên cố Chấp trước liền biến thành vật chất Cái thứ này giống dĩ không có Là huyển quá kiến phần là thuộc về tinh thần tướng phần là thuộc về vật chất kiến tướng cùng một nguồn nguồn là gì vậy nguồn là tự chứng phần kiến tướng cùng nguồn hay nói cách khác vật chất và tinh thần là một nguồn là không thể tách rời cách nói này không giống như trong triết học cho nên âu dương cánh vô nói phật giáo không phải là tôn giáo cũng không phải là triết học nó là giáo dục nó là nói rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh vũ trụ từ đâu mà có mạng sống từ đâu mà có bản thân ta từ đâu mà ra phật pháp chẳng qua đem cái chân tướng này nói rõ với chúng ta mà thôi cho nên nó không mê tín trong kinh hoa nghiêm nói duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, cái này nói đơn giản, nói vắn tắt, tâm hiện tướng, thế nhưng tướng thì thiên biến dạng hóa. thập pháp giới y chánh trang nghiêm đó là do tướng biến hiện ra năng lực gì khiến nó sanh ra sự biến hóa phức tạp như vậy thức thức chính là tâm tưởng từ tâm tưởng sanh Mỗi người chúng ta sống ở cái thế gian này Dần dần trưởng thành rồi Thành gia lập nghiệp rồi Có con cái rồi Con cái trưởng thành rồi Đã nhìn thấy con cháu của bạn nữa Bản thân mỗi ngày đang nghĩ Ta già rồi Chúng ta đều gọi là Ông gọi là bà rồi Tại sao bạn bị già vậy? Chính là do bạn nghĩ già Liền già ngay bạn nhìn thấy phía dưới từng đời từng đời trưởng thành Ồ ta già rồi, quả nhiên sẽ già thôi Già rồi như thế nào? Già rồi thì nhất định sẽ sanh bệnh Cho nên bạn sẽ chú trọng thuốc men, bảo hiểm Người trẻ tuổi lơ là mất cái này rồi Họ không biết cái tính quan trọng này Người tuổi già mới nghĩ cái này Là hằng ngày nghỉ bệnh Họ giống gì không có bệnh Hằng ngày nghỉ, nên bệnh gì cũng có cả Đến khi bệnh nhiều rồi Thì nghĩ đến không biết khi nào ta chết Thì sẽ chết rất nhanh thôi Cho nên thấy đều là từ tâm tưởng sanh Nếu như bạn đem những vọng tưởng này Thấy đều bỏ đi thật sạch sẽ Thì bạn sẽ không già Bạn cũng sẽ không bị bệnh Nói lời thành thật Cũng sẽ không chết đều là vấn đề của ý nghĩ. Cho nên cái niệm này là vọng niệm, là ý nghĩ sai lầm. Tại sao bạn không nghĩ Phật? Tại sao không nghĩ Bồ Tát? Phật Bồ Tát không già. Trung Quốc có câu ngạn ngữ thường hay nói, Bồ Tát Bồ Tát năm nào cũng 18. Bồ Tát không già, bạn nghĩ Bồ Tát tốt biết bao. Bạn sẽ không già. cho nên đây là vấn đề của quan niệm đạo dưỡng sinh trước tiên phải thay đổi quan niệm của mình cho chính xác không nên để ý nghĩ hiểu lệch lạc sai lầm vậy thì thiệt thòi sẽ lớn rồi về phần đời sống quan trọng nhất là biết đủ biết đủ thường vui người sống ở đời Cần sống đời sống thật vui vẻ Việc gì từ sáng đến tối Phải mặt mày ủ rũ Sâu khổ Là trạng thái bệnh dễ dàng Cổ nhân Trung Quốc chúng ta nói Lo nghĩ có thể khiến người ta già Hay nói cách khác Vui vẻ Người sẽ không bị già yếu Thường sanh tâm hoan hỷ bạn sẽ không bị già yếu Phải thường sanh tâm hoan hỷ Tâm hoan hỷ sinh ra từ đâu vậy? Biết đủ thường vui Cho nên người nhất định phải biết đủ Đời sống Càng đơn giản càng tốt Ăn uống càng ít càng khỏe mạnh Tại sao vậy? dinh dưỡng hấp thu toàn bộ bộ máy cơ thể cảnh giác rất nhẹ người hiện đại nhất là trong các quốc gia gọi là phát triển nhân dân tương đối sung túc ăn uống sinh hoạt đều quá mức không cần thiết ăn nhiều như vậy họ ăn quá nhiều rồi tham chỉ một chữ tham cái gọi là bệnh từ miệng mà vào ăn uống vốn dĩ là một loại cách thức dưỡng sinh nhưng mà nếu như bạn tham quá mức vì liền biến thành bệnh Cho nên không được phép quá mức Người tu đạo Họ hiểu được Đạo dưỡng sinh Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật Tăng đoàn ở đời năm ấy Ngày ăn một bữa trưa cơ thể khỏe mạnh Thức ăn vô cùng đơn giản Hiện nay ở Trung Quốc Đại Lục Dưới nông thôn Vô cùng nghèo khổ Nhưng mà người khỏe mạnh sống lâu 80-90 Hơn 100 tuổi rất nhiều rất nhiều chuyên gia học giả nước ngoài đến bên đó để điều tra tìm không ra nguyên nhân thấy tập quán sinh hoạt thường ngày của họ thấy thức ăn của họ dường như đều không có dinh dưỡng tại sao họ khỏe mạnh trường thọ vậy úc châu cũng như vậy ở dưới nông thôn úc châu người 80 90 hơn một trăm tuổi rất nhiều. Tôi đã từng đi giếng thăm một nông thôn, họ ở nơi đó yêu cầu tôi giảng cho họ một chút Phật pháp. Ở trong tính chúng rất nhiều người là trên 90 tuổi, cơ thể vô cùng khỏe mạnh, một chút bệnh cũng không có, dáng đi rất nhẹ nhàng thanh thoát. Tôi thấy vô cùng hoan hỷ. Họ quả thật là tuy chưa có bao giờ nghe bác chánh đạo Nhưng họ thật sự đang tu bác chánh đạo Vô cùng ưa thích Phật Pháp Hỏi họ tin tôn giáo nào Tin cơ đốc giáo rất ưa thích Phật Pháp Rất thích nghe Cho nên Thầy Ngộ Lâm chúng ta Đến thôn trang đó đã giảng rất nhiều lần mỗi lần giảng ở bên đó họ biết rồi có rất nhiều người lái xe hàng mấy giờ để đến nghe vô cùng hiếm có cho nên đạo dưỡng sinh của họ là thuần chánh chánh mạng ở trong chánh mạng còn có một ý nghĩa quan trọng nữa là chúng ta lựa chọn ngành nghề mưu sinh phải có lợi ích đối với xã hội chúng sanh đây là chánh mạng nhất định không được tổn hại xã hội tổn hại chúng sanh từ đó cho thấy sát sanh cái ngành nghề này không phải chánh mạng đây là tà mạng Quả báo rất đáng sợ Khi bạn đang tạo tác Thì không biết Quả báo hiện tiền hối hận không kịp Chúng ta chỉ cần bình tĩnh Mà quan sát Nghề đồ tể Giết theo cái ngành nghề này Đến khi họ già Bạn thấy cái hình thái của họ là giống như heo vậy khi chết rất giống như tình trạng của heo bị giết chết họ đi về đâu vậy cả đời tâm cũng tốt làm người cũng tốt nhưng mà họ làm cái ngành nghề này Họ đến cõi súc sanh Đọa vào thai heo rồi Đọa thai heo để trả nợ Bạn trước đây giết bao nhiêu heo Thì bạn cũng phải bị người khác giết bao nhiêu lần Đây là tà mạng Hiện nay Ở nước ngoài người nước ngoài thích ăn gà ưa ừ, thích ăn thịt bò thịt dê chúng ta thử xem chiên gà người làm cái ngành nghề này những đứa con mà họ nuôi là giống như gà vậy bạn xem thật kỹ rất đáng sợ nhân quả nó thật ra là ngay nhãn tiền nhưng vì sơ xuất qua lo mà không phát giác nếu như thật bình tĩnh mà quan sát bạn lập tức sẽ phát hiện ngay họa báo hóa ra là ngay trước mắt cứ dần dần đang hình thành bạn nói đáng sợ biết bao Ngành nghề sát sanh không được phép làm à, Nghề trộm cắp không được phép làm Nghề tà dâm không được phép làm Đây đều thuộc về tà mạng Không phải chánh mạng Tiêu chuẩn của chánh mạng Nhất định phải tùy thuận thánh giáo Phật ở trong kinh điển dạy chúng ta Chúng ta dâng theo lời giáo huấn của Phật Đà Lựa chọn Ngành nghề mưu sinh chánh mạng thù thắng nhất luôn luôn người thế gian chúng ta gọi là thanh cao thanh là thanh bần cho nên nói biết đủ thanh bần biết đủ chúng ta mới có thể thật sự đoạn tham sân si nếu như không thể cam lòng nhẫn nại nghèo khổ người sẽ tăng trưởng tâm tham từ tâm tham liên đới kéo theo tham sân si mạng toàn bộ đều khởi lên Tham là gốc Gốc rễ của mọi phiền não Chỉ có biết đủ Mới có thể phục được tâm tham Người chỉ cần không có tâm tham Thì tham sân si mạng Đều dễ dàng khống chế Bạn mới có thể phục được phiền não thật sự có thể gìn giữ thân tâm của mình khỏe mạnh cho nên nhân tố đứng đầu của khỏe mạnh là tâm thanh tịnh chúng tôi ngày nay tổng kết cương lĩnh tu học phật pháp là chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi nếu như các vị có thể dùng tâm như vậy thì chắc chắn khỏe mạnh trường thọ không cần cầu ở ngoài tất cả đều bắt đầu làm từ trong nội tâm phật pháp là nội học nội học là nhất định không cầu ở bên ngoài đời sống vật chất vô cùng đơn giản tâm thanh tịnh rồi thì thành phần dinh dưỡng mà chúng ta cần hấp thu sẽ ít cái đạo lý này tôi đã phát hiện rất sớm Khi tôi đang làm học sinh học giáo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi học đời sống của thầy. Bản thân của thầy ngày ăn một bữa trưa. Tôi cũng học ông. Tôi học thầy ngày ăn một bữa trưa, tôi đã làm được 5 năm. Tôi hình như là khi đến tháng thứ 8. Tôi mới đem sự việc này báo cáo với thầy. Tôi nói: "Con hiện nay học thầy ăn một bữa." Thầy nói: "Bao lâu rồi?" Tôi nói: "8 tháng rồi." Thầy nói: "Con cảm thấy như thế nào?" Tôi nói: "Cảm thấy như rất là bình thường." Thầy vỗ tay xuống bàn, vĩnh diễn làm như vậy đi. Tại sao vậy? Đời sống đơn giản có thể không yêu cầu người Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao Đời sống đơn giản dễ dàng Tôi đưa ra một vấn đề Trên lý luận với Thầy Tôi nói Thành phần dinh dưỡng hấp thu của con người Thành phần dinh dưỡng cũng như là nhiên liệu vậy tiêu hao năng lượng của cơ thể người cần ăn uống để bổ sung đây là bổ sung năng lượng mỗi người tiêu hao năng lượng không như dao là giống như xe hơi vậy có chiếc hao xăng có chiếc ít hao cơ thể chúng ta cũng là như vậy mà tiêu hao năng lượng trên 95% là tiêu hao vào trong vọng tưởng đối với lao tâm lao lực cái lượng tiêu hao đó rất ít thầy vô cùng đồng ý với cách nói này của tôi người tu đạo tâm địa thanh tịnh không có vọng tưởng phân biệt chấp trước họ tiêu hao rất ít cho nên mỗi ngày ăn một bữa là đủ rồi A-la-hán tâm địa thanh tịnh hơn, thanh tịnh hơn nhiều so với phạm phu chúng ta. Người ta một tuần bảy ngày ăn một bữa. Đây là trong kinh điển ghi chép. Tâm Bích Chi Phật lại thanh tịnh hơn A-la-hán. nửa tháng ăn một bữa. A-la-hán một tuần mới đi ra trì bát một lần. Bích Chi Phật nửa tháng mới ra trì bát một lần họ tiêu hao rất ít họ bổ sung một lần là có thể dùng thời gian lâu dài như vậy chúng ta hiện tại ăn ba bữa còn phải ăn điểm tâm ăn năm bữa ăn tám bữa có thể thấy người đó vọng tưởng nhiều toàn bộ đều tiêu hao vào trong vọng tưởng rồi vọng niệm tới tấp cái này mới là đem lại cho cơ thể bệnh tật đầy mình Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này Cho nên Tu thân Vẫn là bắt đầu từ tu tâm Tâm tốt rồi Cơ thể sẽ tốt thôi Tâm không tốt Dùng thuốc men gì để điều chỉnh Dùng thức ăn gì để tẩm bổ Cũng là giả đều gây ra bệnh tật đầy mình nói đến chánh mạng chúng ta phải biết lựa chọn ngành nghề phải biết dưỡng tâm dưỡng sinh như thế nào khiến mình thật sự đạt được khỏe mạnh trường thọ hạnh phúc ở trong cửa phật có cầu tất ứng bạn phải biết đạo lý biết phương pháp bác chánh đạo chúng ta chỉ dạng đến chỗ này ở trong kinh tổng kết cho chúng ta một câu nói đắc chánh trí tuệ thường hiện tại tiền chỉ cần chánh thì trí tuệ liền hiện tiền Tốt rồi, cảm ơn mọi người a di đà Phật Cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ A-gmail.com Người đọc Hạnh Quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cú khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật